Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming nha. Và Duy Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nha. Ở video này thì Khải muốn soi đồ cao thủ Thanh Giang hoặc Thiên Nhẫn Đao ở trong bang Khải này nè. Hôm nay thì được top 7 113 mạng và NPC 20 tử vong 42 lần. Liên trả 14. Rồi ok, được coi coi đồ rồi coi. Tính sơ ra cái ạc này là coi kỹ năng mới. Kỹ năng 3 cấp anh em. Biết sao không? Trước là ở trong bang Khải ông đấu được cái dòng tiên phong này, đấu được dòng tiên phong kỹ năng cũng có một cấp rồi nha. Rồi phi phong một cấp này, đó hai cấp và kèm với cái nhất cử trên đầu nè. Nhất cử trên đầu nữa là đây thiên nhẫn nè, nhất cử trên đầu là đồng ông đứng này không đó. Nhất cử trên đầu nó là ba cấp anh em. Thiên nhẫn đao này được ba cấp rồi. Top đồ đã như thế nào đây, đang top 7 ấy, 113 mạng đánh quá gắt. Một cái nón 540, sinh lực 110, một vũ khí 540, hiện tại hiệu ứng 500 thì đạt 80 rồi, 80%. Gia truyền mộc 11, áo mộc 11, đai lưng 15-20, nội lực cao, nhẫn 12-20, sinh lực nội lực. Tính ra set đồ này thì 80-40 chó rồi nè, 80-40 chó rồi. Bao tay kim, nội lực cao, nhẫn thổ trên, sinh lực cao, gặp bội sinh lực cao, giày tóc 40, kháng banh, tóc 10 kháng banh. Nói chung set đồ này cũng gọi là tầm trung anh em, không phải dạng quá cùi nhưng mà tầm này là quá đẹp rồi anh em. Nón 540 này thì khoảng tầm 5-600 xu, một có thở một kim. Cái vũ khí này thì 540 có thở từ dao động từ 5 đến 10 kim anh em. Cái vũ khí này chắc cũng từ 5 đến 10 kim. Thì set đồ này thì cũng gọi tầm trung thôi. Giá truyền này là khoảng tầm 8 đến 10 kim. Set đồ này cũng nằm ở vị trí khoảng tầm 25 kim đến 30 kim anh em. Set đồ này thì tính ra khoảng tầm 1,5 triệu đến 2 triệu đủ chơi anh em. Đó, anh em thấy chưa? Gọi là tầm trung thôi. Tầm này thì không phải là quá VIP anh em. Tầm này gọi là những món đồ này cũng có thể rất là dễ sắm. Không phải là quá mắc. Chỉ mắc cái vũ khí này. Cái vũ khí 540 với lại mắc cái gia truyền kháng cả 11 thôi. Đó. Đó. Đó, thấy chưa? Chung là đồ cũng được tầm tầm ổn anh em, không phải quá cùi nha. Tầm này thì quá đẹp rồi. Set đồ này thì dao động khoảng tầm 1,5 triệu, 1,5 triệu hơn nữa nè, không ít đâu. Đó, nói chung với thiên nhẫn tầm này thì gọi là đồ chung anh em, này là đồ chung. Anh em có thể vào game, anh em có thể sắm lúc nào cũng được. Tại vì mấy món đồ này hiện tại thị trường nó khá là nhiều, nên là Khải chỉ nói nó đồ chung thôi, không phải là nô một gì cả. Đó, 80 chậm này, vũ khí này, áo nón này, rồi 40 chón, nhẫn này, đai này, đó, rồi áo hiểm mộc, phục hồi, dây chuyền mộc. Rồi, nói chung hết rồi. Gọi thiên nhẫn tầm này đồ như thế này là ok rồi nè. Đủ giao tranh, đủ chơi rồi. Không phải quá VIP nhưng mà tầm này là quá chất rồi. Rồi, nói chung thì anh em xem video thì đừng quên ủng hộ cho Thanh Giang cũng như Duy Khải Gaming một like, chia sẻ ủng hộ video này nha. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều. Được coi còn ông nào đã soi được không?